Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái công cụ của tiếp theo, đó là công cụ mesh. Đấy, để muốn tạo được cái công cụ mesh này thì các bạn lưu ý nó là cái công cụ vườn khối. Cái này chỉ dành cho những đối tượng dạng phức tạp thôi. Đây, công cụ mesh được ký hiệu là chữ U, các bạn nhìn chưa? Thì cái công cụ mesh này nó có hai tính năng rất là rõ ràng. Một là để tạo ra những cái background dạng phức tạp, chuyển độ theo dạng đường cong. Cách dùng thì rất là đơn giản thôi, em chọn vào hình, sau đó thì chúng ta sẽ dùng trực tiếp từ cái công cụ mất nét nhé. Các bạn nhìn này chưa, chúng ta chọn U. Và ở đây người ta có một cách gọi là sử dụng thủ công. Thủ công nghĩa sao? Có nghĩa là khi bạn dùng trực tiếp là từ giá trị bạn thích, chỗ nào là bạn thích chỗ đấy. Thì em chọn tích vào đây rồi. Em nhìn nhé, nó sẽ tạo ra các lưới cho em. Đó, lưới thôi. Đơn giản như này rồi. Và sau khi tạo xong này, bắt đầu chúng ta sẽ kết hợp với công cụ đó này, phím A. Phím A chính là chọn điểm để chúng ta đổ màu. Hay anh dùng phím A, anh quét qua hai điểm phía trên, anh chọn màu đậm. Các bạn sẽ thích màu đậm chưa? Hai điểm này anh sẽ chọn cho nó một cái màu vàng. Hai điểm giữa anh chọn được một cái là màu hồng. Hai điểm nữa anh sẽ chọn một cái màu đỏ tím. Hai điểm nữa anh sẽ chọn màu xanh. Và hai điểm nữa anh sẽ chọn màu xanh này. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì ngay lập tức anh Khánh đã thay được một cái giá trị gradient với rất nhiều màu. Có nhiều người sau khi mà đổ xong đến đây đặt trong câu hỏi bảo vậy thì cái này nó khác gì gradient đâu anh, nó giống gradient mà anh, năm nay làm gì cho phức tạp lên, anh còn phải thêm điểm nữa. Nhưng nó khác ở chỗ như này, chúng ta có thể sử dụng được cái là bên màu này chúng ta có thể đổ một cái màu cam, các bạn nhìn màu cam chưa, và bên này chúng ta có thể đổ được cái màu trắng. Cái này trong gradient không làm được đấy, nó khác nhau chỗ đấy. Và chỗ này tôi có thể đổ một màu tím đậm, và bên này tôi sẽ để một màu tím hồng. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ kéo bên này đổ một màu xanh nhạt, và bên này các bạn sẽ đổ một màu xanh đậm. Đó, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ kéo tiếp theo chọn một màu tím, bạn nhìn chưa, chuyển màu rất là oách chiến. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn màu xanh, nhìn không? Đấy, nó làm khoai hơn so với là cái mức độ. Và ở đây khi mà em thích vào cái cánh đòn thì nó có, em nhìn điểm cho nó có cánh đòn, và chúng ta có thể bẻ cong được cái giá trị background của chúng ta. Ở một số cái file mà các bạn đi download ở trên mạng về thì chúng ta sẽ dùng rất là nhiều bản hòa trộn bằng công cụ mesh này. Em biết công cụ hòa trộn của mesh không ạ? Nó sẽ tạo ra đường cong cho các bạn. Và tất nhiên chúng ta uốn nắn nha. Đó. Các bạn nhìn chưa? Đấy, nó có thể tạo ra một cái hình rất là hù khoắm nha. Tất nhiên làm cái này bên gradient thì sẽ không làm được. Đó. Rồi. Tiếp tục cái công cụ mét ấy nó còn có tác dụng gì nữa, thì bây giờ chúng ta tiếp tục vào đây, nó sẽ áp dụng cho giá trị đó là blend, là mặt nạ cho ảnh. Các bạn đi làm mặt nạ cho ảnh. Để muốn làm được mặt nạ cho ảnh thì chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào paste tiếp theo, và chúng ta chọn đến một cái biểu tượng đó là OE. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào một cái ảnh nào đó tùy các bạn. Ví dụ tôi chọn ảnh số 5, tôi chọn vào ảnh một cái ô tô, ví dụ như thế này chẳng hạn. Sau khi tôi đã có anh ảnh ô tô xong thì tôi sẽ kéo lên đây, các bạn nhìn chưa? Đấy thì bình thường thì gradient chúng ta mới chỉ làm được từ trái qua phải và theo hình tròn thôi. Tất nhiên chúng ta có thể làm mặt nạ cho ảnh với công cụ blend. Hôm trước là chuyển hình ấy, có thể theo hình nhận sóng được, thì cái này cũng là một chiêu thức như vậy. Nhưng cái này áp dụng từ một đối tượng, không phải nhiều đối tượng. Và các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn cho nó một cái màu gì đó tùy thích. Ví dụ các bạn màu trắng, tôi có thể dùng công cụ U và chỉ vào đây một cái, nhìn chưa? Trong phần U này thì tôi sẽ chọn vào điểm màu số 1 này, tích vào đây và tôi chọn cho nó màu trắng, bên trong là màu đen, có nghĩa là cứ ra ngoài là màu đen. Màu trắng là còn hình mà, màu đen là mất hình. Đấy, đúng theo tiêu chí là tôi sẽ làm. Nhìn không? Trong quy trình khi làm này thì tôi có thể uốn lượn làm sao cho nó đẹp nhất có thể. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi có thể uốn lượn nhảy được. Đó,
Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl X, chọn vào mặt nạ của chính cái xe này và Ctrl Shift về. Thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bị ngược, không bỏ clip thì nó sẽ là đứng theo chiều của các bạn. Bạn nhìn lên theo lượn sóng nhá. Đó, ok. Thế là chính xác là chúng ta làm được cái này rồi. Và tất nhiên là nó đã là mặt nạ thì được quyền sử dụng toàn bộ tất cả các hiệu ứng từ filter. Các bạn có thể chọn vào pixel và chọn vào cái này thì nơi này nó sẽ chấm theo hình lượn sóng. Xem có được không? Làm lại. Chọn vào effect, chọn vào pixel, chọn vào điểm hạt. Ok. Hình như hơi bé. Nào, tích vào đây. Effect chọn vào pixel, chọn vào điểm hạt. Tôi chọn 15. Xem được không? Không nhận à. Ok, thử xem được không? Đó, các bạn nhìn thấy chấm nhận. Nó chấm theo hình lượn sóng, trông rất là ấn tượng. Các bạn có thể làm theo cách này. Và trong quy trình khi ấn xong rồi thì các bạn được quyền sử dụng sao? Cái pixel này có thể uốn nắn một cách rất là rõ ràng, có thể rộng ra ngoài này. Hoặc có thể rộng ra ngoài này. Nếu mà em, tại vì em là điều khiển cánh cho đòn mà em. Em hiểu cái này chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ tính năng ở cái phiên bản số 2 của công cụ U. U có tính năng đồ hình. Em ghi đi, tính năng đồ hình. À, đây là một trong những cái tính năng mà nó, nếu mà cách đây khoảng gần 10 năm, tôi đã nói gần 10 năm, thì đây là một trong tính năng cực kỳ kinh khủng. Kinh khủng ở mức độ gì? Gọi là làm cho người khác choáng. Em hiểu chưa? Bởi vì người ta sẽ đồ được hình của một cái chiếc xe máy, đồ của một hình cái ô tô, rồi đồ của một cái hình. Bởi vì cái thời kỳ đấy là cái thời kỳ mà chúng ta đi học rất mông muội. Đi học mông muội nghĩa gì ạ? Ôi nhìn thấy nó nhìn thấy cái một cái hình mà đồ một cái iPhone là trông đi kinh khủng lắm. Ôi thế từ cả một bầu trời và ui sao thằng ấy giỏi thế nhở? Đó, nhưng mà đấy là cái thời kỳ mà rất là ngu dốt. Ngu dốt nghĩa sao ạ? Chúng ta không biết rằng là cái ra ngoài đời chúng ta làm cái gì. Chúng ta chỉ nhìn được cái là à, ông ấy làm cái này rất là kinh khủng. Nên là tôi phải học ông ấy thôi, nhưng mà học xong rồi cuối cùng không bao giờ dùng đến sẽ bị quên. Các bạn hiểu chưa đã? Đây là tôi đã nói với em mà cách đây 10 năm nó rất là kinh khủng như vậy, nhưng bây giờ nó không còn kinh khủng nữa, bởi vì bây giờ những người đi học rất là khôn. Đi học cái gì nó cũng phải là theo tính chất đi làm. Và đi làm thì cái tính năng nó không còn ứng dụng cao nữa. Tất nhiên nó vẫn còn ứng dụng một số cái, ví dụ như các bạn có thấy là thỉnh thoảng các bạn download được những cái quả dâu, rồi quả mơ, quả táo trên mạng mà nó lại làm theo bóng bẩy, đúng không ạ? Đó. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào paste ở đây cho các bạn xem một cái giá trị. Có tính năng đồ hình. Tất nhiên chúng ta có thể đồ được cái ô tô thôi, có thể đồ được cái xe máy thôi, dễ mà. Nhưng vấn đề là có công không? Bỏ công ra đồ được, nhưng mà thằng nào thuê, không thằng nào thuê không bao giờ tôi đồ luôn. Tôi nói thật cho bạn biết luôn. Và phần thứ hai, tôi cũng không muốn cho các bạn là, tôi cũng nói trước các bạn là không phải kỳ kè, người nào mà khoe tôi bảo anh khánh em đồ cái ô tô này phát ngay tức anh sẽ nói một câu bảo mày ăn hơi bị ít muối. Ăn hơi ít muối quá. Bởi vì thiếu thông minh mà em. Nào các bạn nhìn này, để muốn đồ được một cái hình chính xác, ví dụ tôi đồ một cái cánh hoa này, tôi đồ cánh đơn giản thôi. Nhưng tôi vẫn dạy cho bạn cái chỗ này nhá. Nhìn này. Thì công việc đầu tiên là chúng ta sẽ chơi trò đó là khóa hình bằng Ctrl 2. Và lúc này chúng ta sẽ liên quan đến một cái thứ rất là quan trọng trong quy trình sau này chúng ta làm những cái truyền thông như là làm phim, làm tất cả thứ đấy liên quan đến phần layer. Các bạn biết layer không ạ? Cái thằng layer trong Inut này có một khác biệt so với Photoshop là một layer nó có thể chứa nghìn lớp, nghìn đối tượng. Photoshop thì không như thế, một layer một đối tượng thế thôi. Thì để muốn làm được cái điều đấy thì các bạn nhìn này, tại sao mà tôi lại chọn cái phiên bản là layer? Các bạn nhìn layer chỗ này chưa? Thì trong một cái layer này nó chứa rất là nhiều lớp. Em nhìn sổ xuống này em có thấy là nhiều lớp không? Nào hoa, nào cái ảnh, nào cái màu xanh, rồi này cái map, nhìn thấy không ạ? Nó có rất nhiều đối tượng. Nhưng trong trường hợp này tôi sẽ dùng một chiêu thức như sau. Có nghĩa là nếu mà tôi dùng một cái chiêu thức là tôi cùng vẽ trên một cái lớp, bạn biết đang trên một layer không ạ? Và tôi muốn rằng lấy màu trực tiếp từ cái chỗ vị trí của cái chỗ màu đen đè đè lên thì tôi sẽ ấn rất là khó. Và các bạn nhìn là tôi tích đúp vào cái này. Tích đúp vào đây thì nó sẽ ra một cái bảng. Các bạn nhìn ra cái bảng chưa? Và cái bảng này nó ở hiện thị ở các chế độ như sau: preview là xem trước,
pin, in ấn các thứ màu sắc đầy đủ hết rồi. Nhưng nếu tôi bỏ 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 cái preview đi, có nghĩa là không hiển thị đối tượng ở dạng màu, thì bạn ấn OK vào đây thì tất cả dạng ảnh bạn nhìn theo nó sẽ bị sao? Nó sẽ bị mất màu. Và lấy đâu ra để bạn copy bi màu bây giờ? Bởi vì chúng ta đang làm trên một gì? Một layer. Chính vì vậy mà muốn copy được màu thì chúng ta phải làm trên mấy layer ạ? Chắc chắn là phải là hai rồi. Nên tôi mới xử lý một cái việc như sau, là tôi lập ra một layer mới. Nhìn layer 2 chưa? Và layer 2 nó có một cái vạch đỏ. Các bạn có nhìn cái vạch đỏ không ạ? À, cái vạch đỏ này biểu hiện cho cái việc mà các bạn nhìn này, vạch đỏ này biểu hiện cho việc là chúng ta đang layer nào. Ví dụ ta tích vào đây, nhìn này, tôi tích vào cái màu xanh thì các bạn nhìn thấy cái viền của nó màu xanh, nhưng khi tôi tích vào nơi đỏ thì sẽ là viền màu đỏ. Ví dụ tôi vẽ cho bạn xem, bạn có nhìn thấy cái viền của cái hình đen này nó có màu đỏ không ạ? Nhìn chưa, để báo hiệu cho bạn biết là bạn đang ở layer nào. Thì trong trường hợp này các bạn nhìn thấy tôi này, tôi sẽ làm cho cái màu đen này hiển thị ở dưới dạng nét rất đơn giản, bằng cách là tích đúp vào cái biểu tượng nail tone màu của nó. Và tôi bỏ preview, ấn OK. Các bạn nhìn này, vẫn nhìn được hình ở dưới, nhưng đối tượng này hiển thị ở dưới dạng gì? Dạng nét. Hiểu chưa đã? Nên chính vậy mà tôi bắt đầu mới làm như sau. Các bạn nhìn này, lúc này chúng ta sẽ áp dụng một chiêu thức, đó là làm công cụ mét ở dạng tự động. Có nghĩa là U ở dạng tự động. Bằng cách nào? Bằng cách là chọn vào Edit và chúng ta chọn vào Gradient Map. Đây, Gradient Map. Đây là hệ thống thêm lưới tự động của công cụ. Uyên là sẽ tập trung được em ạ. Chiến ạ. Uyên học chắc chắn sẽ tập trung được. Chắc 1-2 buổi nữa là nào. Phải tốt nghiệp ấy. Bạn tốt nghiệp bạn vẫn phải qua đấy. Nhìn này, Gradient Map. Và trong cái giá trị Gradient Map này, em có thể tăng số lưới, bớt số lưới tùy em. Nhưng trong trường này tôi để 2. Và đây là một trong kinh nghiệm mà tôi không muốn để nhiều. Bởi vì em càng để nhiều lưới thì em kiểm soát càng khó. Nên tôi để 2 thôi. OK. Chấm hết. Nhìn nhá. Đấy thì sau khi bạn làm xong đề này thì tôi sẽ tích đúp vào biểu tượng. Và tôi sẽ chọn cho nó giá trị là preview, bỏ đi, tôi ấn OK. Thì các bạn nhìn thấy đối tượng tôi hiển thị dưới dạng nét nhá. Rồi, xong. Bây giờ tiếp tục đến nhiệm vụ chúng ta là dùng công cụ phím A. Các bạn nhìn phím A chưa? Bạn quét qua một điểm. Bạn sẽ đặt điểm ở vị trí của cánh hoa, nhìn thấy không? Tôi sẽ đặt điểm 2 ở vị trí điểm giữa của cánh hoa. Và cũng tương tự như vậy chúng ta đặt điểm ở đây. Cái này còn có thể làm khói nha bạn nhá. Tí nữa tôi sẽ cho bạn xem một số cái background mà nó làm rất là hay. Công cụ mét này làm cũng khá tốt. Đó, bạn nhìn thấy tôi đặt chưa? Và cái này tôi đặt vào giữa. Cái này tôi đặt vào giữa. Và cái này tôi đặt vào giữa. Nhìn nhá. Sau khi làm xong thì các bạn nhìn thấy cánh gò và tôi quay thôi. Thế là được một thằng. Cũng tương tự như vậy tôi quay tôi được hai thằng. Cũng tương tự như vậy tôi quay tôi được ba thằng. Tương tự như vậy tôi quay tôi được 4 thằng. Và cũng tương tự như vậy tôi quay tôi được 5 thằng. Cũng tương tự như vậy tôi quay tôi sẽ được 6 thằng. Và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta đặt vào đây. À tôi quay đây một tí xíu. OK. À chúng ta sẽ quay đây. À chúng ta sẽ quay đây. Nhìn chưa? Đó, sau khi đã làm xong, tại sao tôi phải làm hình vuông? Bởi vì khi em làm từ hình vuông thì khi em thêm lưới cho đối tượng cùng công cụ U thì nó mới chạy dọc theo hình của em được. Còn có nhiều người bảo dùng pen, bảo anh Khánh tại sao anh dùng pen và đồ đó. Đấy, bạn thử đồ xem, nó sẽ không hiểu khi bạn thêm lưới. Bởi vì sao? Bạn nhìn đây là một sắc độ, tôi thêm một sắc độ thứ hai. Bạn nhìn thêm sắc độ thứ hai nhé. Và tôi, bạn thấy chỗ này là sắc độ tiếp không? Tôi thêm sắc độ nó là sắc độ sáng. Và tiếp tục tôi sẽ chọn vào sắc độ tiếp theo. Đấy, bạn nhìn chỗ này còn bị lệch. À, sau khi làm xong tôi sẽ tiếp tục tôi điều chỉnh một chút xíu vào đây cho nó chính xác. Và tôi bẻ cong. Bắt đầu đến công đoạn đổ màu. Các bạn có đồng ý với tôi là lúc nào vừa rồi tôi dùng cái công cụ phím A, tôi tích vào đây một điểm, và đồng thời tôi đổ được chọn đúng cái màu không?
giống như vừa rồi tôi vừa đổ cho bạn. Nhưng trong trường hợp đổ màu này, người ta dùng một chiêu thức như sau, đó là dùng phím E chọn vào điểm từ chậm, sau đó dùng công cụ Y ngắn, biết Y ngắn không? À, chỉ màu luôn vào vị trí này, rồi bạn lại dùng công cụ E, bạn lại tích vào đây, bạn lại dùng Y ngắn, bạn lại chỉ vào đây, có nghĩa chỉ đúng vị trí mà nó muốn muốn góp màu ở ngay dưới luôn, nên mới sinh ra hai layer. Vì sao? À, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn Y ngắn và chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn Y ngắn, chúng ta chọn vào đây, và chúng ta chọn Y ngắn, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây. Và em có thấy là nó rất mất công trong cái chuyện là cứ E rồi Y không ạ? Nên người ta mới sử dụng đó là lệnh Ctrl. Nhìn Ctrl chưa? Thì ngay lập tức từ Y trở thành E. Tôi sẽ tích vào đây, chỉ vào đây, thế là xong. Một thằng giữ Ctrl, tích vào đây, chọn vào đây, giữ Ctrl, chọn vào đây. Đây là hàng số 2 của tôi chọn rồi. Chỗ này tích vào đây, chọn vào đây. Cũng tương tự như vậy, chọn vào đây, chọn vào đây. Tích 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 vào đây, chọn vào đây. Thế xong. À, chỗ này còn chưa chính xác, chúng ta sẽ đổ thêm một vài cái chỗ nữa. À, hết rồi. Nhìn chưa? Sau khi làm xong, bạn sẽ không thấy điều gì xảy ra bởi vì tôi đang hiển thị ở dưới dạng gì? Dạng nét. Chúng ta tích đúp vào công cụ này thăm đồ đó, chọn vào preview và ấn ok. Thì các bạn sẽ thấy được cái à, đây là một chiếc lá mà tôi đã đổ xong. Và khi mà đổ xong là các bạn sẽ không biết là lá thật hay lá giả cả, bởi vì nó rất giống, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta kéo ra thì chúng ta mới biết rằng là, à, nó đổ rất là chuẩn xác. Hiểu cái này chưa đã? Thì đây là một trong những tính năng mà người ta có thể vờn khối. Nhưng nếu mà vờn mặt người thì em phải chia nhỏ mặt người thành những khối bé để em vờn được. Ô tô xe máy đều làm theo cách này, rất dễ. Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì công cụ U nó có tính năng như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang công cụ Shift O. Các bạn nhìn Shift O chưa? Shift O là một trong những công cụ được gọi là quản lý màn hình. Shift O là công cụ được quản lý màn hình. À, và cái thuộc tính đầu tiên mà khi chúng ta ấn vào Shift O thì ở đây chúng ta sẽ xoay cái khổ giấy nằm ngang và nằm dọc được. Các bạn nhìn chưa? Đấy, sau này mà muốn thiết kế cho khách hàng bảo em ơi cho nằm ngang thì ok, ấn vào đây. Thích nằm dọc chọn vào đây thì các bạn sẽ thấy nó rất là dễ dàng. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi. Phần thứ hai, các bạn có thể thay đổi kích thước từ A4, A3, các bạn có thể chọn như này. Đấy, chỉ có vào đây thì mới thay đổi được thôi. Chứ không phải nó đắp khung bên ngoài đâu nhá. Hiểu cái này chưa đã? Công cụ Shift O là công cụ quản lý khổ giấy mà. Thì tôi nói luôn cho các bạn giá trị như sau. Ở đây nó liên quan một cái việc mà các bạn có thể chọn những cái đối tượng. Ví dụ sau này khi mà khách hàng các bạn làm hay các bạn làm rất là lung tung, ví dụ ăn căn 2, chúng ta chọn vào xóa đi. À, khi thiết kế thì chúng ta hay là vẽ đây một hình, một cái màu. Tôi vẽ đây một cái nhỏ hơn, tôi vẽ đây cái nhỏ hơn, tôi vẽ đây nhỏ hơn, tôi vẽ đây nhỏ hơn, tôi vẽ đây nhỏ hơn. Có nghĩa là khi em làm thiết kế cho khách hàng thì em có rất nhiều phương án em đặt ra. Nhưng mà khi gửi cho khách hàng thì bắt buộc em phải xuất một cái file, đó là file PDF để chúng ta thể in được. Thì lại không in được chỗ này, bởi vì em sao? Nguyên tắc của cái việc xuất PDF là phải trong khổ giấy. Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại tạo nhiều khổ giấy và cho mỗi cái này vào. Em có thấy đâu không? Ok. Vậy thì người ta mới sinh ra cái chuyện như sau, đó là cách biến đối tượng trở thành khổ giấy. Có nghĩa là cái khổ giấy bằng đúng đối tượng luôn. Thì như vậy em xuất tập PDF nó rất là dễ. Thì người ta có công cụ Shift O. Nhìn nhận. Và trong công cụ Shift O nó có một cái rất hay ở chỗ này. Em tích vào đây, em tích vào này, nhìn này, tích vào một cái hình. Em nhìn em tạo khổ giấy bát mới chưa? À, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Thì đây xong rồi. Thế là các bạn yên tâm một điều rằng là các bạn xuất thì chắc chắn là PDF đúng bằng. Nên là in ấn chúng ta sẽ rất yên tâm trong việc này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nào, tiếp theo. À, chúng ta sẽ chọn một cái giá trị tiếp theo nữa, đó là công cụ về Shift K. Các bạn nhìn Shift K chưa? Và công cụ Selection Tool. Cái này nó liên quan đến cái việc mà khi các bạn làm Photoshop, nó chính là công cụ C.
C3 và C4. Nhưng Inut thì nó có tính năng như sau, đó là gì? Xuất file từng phần riêng biệt. Xuất file từng phần riêng biệt nghĩa sao? Nhiều lúc em em chỉ muốn là em xuất một cái hình ảnh ở chỗ góc này thôi để cho khách hàng xem, chứ không phải là xuất hết, đúng không? Em có thấy là khi xuất ảnh thì chúng ta hay bị sao? Làm một cái ảnh cực kỳ to có tất cả các file cho nó thì em sẽ dùng công cụ Shift K đầu tiên, nhìn chưa? Em muốn xuất phần nào thì em quét vào phần đấy cho anh, nhìn nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn là theo file export, chọn vào save for web. Save for web thì chúng ta sẽ xuất ra. Và trong phần save for web thì ở đây nó sẽ có phần save. Các bạn nhìn save chưa? Và sau khi phần save xong thì ở đây nó sẽ có một cái đây, trước khi chọn nhé, em nhìn này, em chọn ở đúng hình này. Nhìn chưa? Ở đây nó on này. Nào save nhá. Chọn vào JPG. Chọn vào PNG24. Đây nó có hai kiểu cho các bạn lựa chọn này, nhìn chưa? Đó, thì các bạn nhìn này, sau khi mà tôi chọn xong, tôi sẽ chọn vào save. Ở đây nó sẽ có image only là cái folder của cái ảnh đó, và chúng ta save ra. Cửa sổ D, và chúng ta sẽ làm sao? Nhìn đi chưa? Mọi người nhìn thấy cái ảnh này chưa? Và đây chính là cái cách mà chúng ta đã xuất file ra theo từng phần như vậy. Còn cái công cụ thứ hai của nó chỉ có tính năng, đó là gì? Cái này nó lại rất có ý nghĩa, nếu bên Photoshop thì lại rất có ý nghĩa đối với những anh lập trình, bởi vì bạn mới là những người cắt thành những cái thanh menu để người ta lập trình web. Còn đối với bên Inut thì người ta không làm như vậy. Còn công cụ thứ hai nó chỉ là cách điều chỉnh tự do của đối tượng thôi, có nghĩa là gì? Chúng ta chọn vào đây, nhìn thấy chưa? Nó sẽ có điều chỉnh to nhỏ. Gì mãi mà thấy bập bạc cái bõm. Phóng to nhảy cho nó dễ, nhìn chưa? Dịch chuyển miếng to miếng nhỏ. Thế thôi. Công cụ nó chỉ có hai tính năng rất là đơn giản, một là cắt thôi. Xong chưa? Rồi, ok. Bây giờ các bạn ngồi luyện cho anh sẽ gửi bài xuất file cho bạn. Bởi vì bài xuất file của anh nói rất là kỹ rồi. Nha, xem lại.